Xin chào các bạn. Một tuần có 7 ngày và ngày hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm tựa game có tên là Street Fighter 4. Thì mặc dù bản này thì không phải là bản mới nhất, tuy nhiên là mình thấy là có khá nhiều bạn thích chơi những cái game nặng nặng nhai. Mình thì mình cũng thích thôi, mỗi tội là tải rất là mất thời gian nên là mình cũng ít chơi, mình chơi toàn game nhỏ nhẹ, dễ thắng, dễ trúng thưởng đấy. Thì hôm nay mình cũng phấn đấu và bắt 3G để tải game và hôm nay mình sẽ chơi Street Fighter 4. Đấy, mình sẽ tiến hành lát vào game. Cảm thấy là đồ họa khi mà lát vào game nhìn khá là đẹp. Đấy, rất là ngầu. Đây, đây là chính là cái trailer của game. Bạn thấy là khá là giống trên PC đấy. Thì bạn chơi luôn. Đấy, thì chơi cái thể loại game này thì có một cái đặc điểm khá là tù tội với những chiếc máy cảm ứng, đó là khi mà các bạn sẽ có những phím bấm ở đây thì trên cái bàn phím cảm ứng thì khả năng bấm và cảm nhận nó không được tốt cho lắm. Chính vì vậy nên là nhiều khi chúng ta sẽ có cái cảm giác là kiểu bấm không thật ấy, đánh rất là khó. Đây mình sẽ để nhạc bé đi một chút. Rồi, khi mà vào chơi thì các bạn sẽ có hai phần, phần chơi đơn và phần star này. Thì mình sẽ vào chơi đơn thôi. Đấy. Trong phần này thì các bạn sẽ có những cái phần rất quen thuộc rồi, tournament này, training này. Đúng, đây mình sẽ vào thử rồi vào tour đánh tour luôn cho bốc. Các bạn có thể chọn độ khó và số vòng ở đây. Đấy, bắt đầu. Thì thể loại game này thì mình thấy là sẽ đáp ứng cho các bạn cái nhu cầu chơi thể loại game đánh nhau. Đây là một trong cái thể loại game mà có thể nói là huyền thoại rồi. Mặc dù trên điện thoại thì lát nữa mình sẽ show các bạn cái phần đồ họa nó không được quá là tuyệt vời như trên PC. Tuy nhiên là mình thấy là với cái chất lượng cấu hình của những chiếc máy điện thoại thì mà nó được cái đồ họa này là khá là tuyệt vời rồi. Đấy, chúng ta sẽ là thằng Flashin. Đấy. Ngày xưa mình xem Thành Long và thấy có mấy cô đánh nhau trong cái Street Fighter rất là hay. Từ đấy mình tìm chơi game này, mỗi tội là không có tiền mua game. Đấy. Đây chúng ta sẽ tiến hành vào chơi luôn. Thì các bạn thấy là các bạn sẽ có phím di chuyển bên này và các bạn có thể nhảy chéo các kiểu đều nha. Ngoài ra phía bên này thì các bạn sẽ có đây đánh tay đánh dài này, đây là các chiêu của nó P K F đấy. Ngoài ra các bạn có một phím nữa, phím SP là phím phòng thủ. Phía trên này thì các bạn sẽ thấy là có thời gian của trận đấu, đấy, máu của chúng ta và đối thủ đấy, và một cái thanh nữa đó là thanh lực, thanh mana gì đấy. Ui rồi. Đấy, có ulti ở đây. Đấy, các bạn có thể sử dụng. Trong cái game này thì những cái trưởng và những ulti của những nhân vật này thì cũng khá là thật. Chết mẹ rồi. Đang nói rồi. Nó cũng khá là giống trong trên PC. Đồ họa thì các bạn có thể thấy là cũng khá là tuyệt vời khi mà thằng béo béo này nhìn rất là kinh. Đấy. Ui. Đấy, và những cái trưởng cũng khá là đẹp. Thì các bạn sẽ thấy là những cú đấm chúng ta đấy, các bạn thấy là nó cũng có hiệu ứng nhìn rất là thú vị. Tuy nhiên là trong cái game này thì vì do là sử dụng cái bàn phím cảm ứng nên là đôi lúc là những cái thao tác kiểu combo kiểu lùi lùi A cộng hay tiên tiên A hay gì kiểu như vậy là rất là khó thực hiện. Nên là các bạn có thể mua cái bàn phím rời, tay cầm rời để sử dụng cho những cái thể loại game này. What the fuck? Này khỏe mà. Các bạn có thể lên mạng và tìm hiểu những cái combo của những cái nhân vật này để có thể kiểu đánh nó bá hơn. Mình hay chơi Tekken hơn Street Fighter, mình kiểu combo mình cũng không biết nhiều lắm. Đấy, sau khi thua thì các bạn có thể vào phần ấn vào rec đây để lưu lại cái bàn thua vừa rồi, cái trận thua vừa rồi rất là cùi. Bây giờ mình sẽ thử tiến hành vào phần training room xem là chúng ta có những cái nhân vật gì trong cái bản Street Fighter 4 này. Đây, solo play trên room. Ok, khi mà vào đây thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đây hơi ít, các bạn thấy là hơi ít nhân vật. Chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 8, 10, 14. Đấy, chúng ta sẽ có 4 bộ nhân vật đây. Khi mà chọn nhân vật thì các bạn có thể là chọn màu sắc quần áo. Mình chọn anh này thì các bạn có bộ xanh, bộ đỏ như vậy. Thì ở đây mình cũng chưa biết hết. Đấy là khá nhiều nhân vật. Có những nhân vật thì anh này như là Lee Sin. Đấy. Đây có những Ken này, những nhân vật này khá nổi tiếng khi mà mình đã từng chơi và biết Ken Ryu này. Đấy, ông thằng cha này đánh hay đấy. Nhật bộ. Đấy, các bạn mà muốn tập combo thì có thể vào đây chơi thử.
thì khá là hay. Tuy nhiên là game này mình chưa thấy nó hỗ trợ kiểu đánh với người bạn bè của mình, thế nên là trên cùng một máy, thế nên là các bạn sẽ chỉ có thể đánh với máy thôi, hơi là tủ tội một chút, nhưng không sao cả, chúng ta vẫn được trải nghiệm cảm giác đánh nhau rất khá thú vị. Mình sẽ đánh một trận gọi là sâu mét cho các bạn xem. Đấy, thử chi. À quên, đánh trên đỉnh này thì cái thằng kia nó sẽ đứng im cho các bạn đánh thôi. Đấy, các bạn có thể vào đây để tập luyện. Đấy, thử lùi lùi như đáng. Không được. Mình sẽ thử dùng ulti của anh này nhé. Kiểu yếu phải cứt 8 combo. Các bạn thấy là ulti thì liên tục xuất hiện thôi, và các bạn có thể sử dụng nó khi vào trong ngày tập. Thì ngoài những cái chiêu vừa rồi thì những nhân vật chúng ta sẽ còn rất nhiều chiêu khác. Và các bạn thấy là những cái hiệu ứng vật lý và những cái đòn đánh thì nó khá là tuyệt vời. Ví dụ ra trưởng này nhìn khá là thật. Đấy, các bạn thấy đấy. Cháy miệng bóng. Ví dụ như bây giờ khi mà đánh các nhân vật này thì ngoài việc kỹ năng các bạn ra thì các bạn còn có những cái cách chơi. Ví dụ như là với những người chơi hổ báo thì họ cứ lao lên đấm đá thôi. Những người chơi mà không biết chơi họ cũng lao lên đấm đá thôi. Còn những người chơi mà kiểu an toàn như mình thì mình cũng lao lên mình đấm đá thôi. Đấm đá theo kiểu an toàn, tức là các bạn sẽ nhảy né chiêu sau đó mới đánh. Ví dụ như vậy rất là hay. Đấy, thì các bạn có thể vào phần training room này để tập luyện, nó khá là thú vị. Mình sẽ kết thúc cái phần training ở đây. Đấy, và bây giờ mình sẽ thử ra cái phần star ngoài xem. Ok. Đó, khi mà vào đây thì các bạn sẽ có những cái gì? Các bạn sẽ có những cái cũng đánh theo tour này. Đấy, cũng có cái replay ở đây. Và có những cái thẻ bài. Thì những cái thẻ bài này sẽ để làm gì? Thì nó sẽ mở cho ta những cái kiểu trang phục hay nhân vật khác nhau đều có trong này cả. Và mình cũng không biết hack cho họ, hack mấy cái này nào để có thể mở nhiều thẻ bài hơn. Thì các bạn có thể hỏi anh bên iOS, anh ấy mẹ chuyên hack luôn, rất là bà. Mình không cần hack cũng giỏi hơn nên là mình không phải hack. Đó, rồi, bài giới thiệu game Street Fighter 4 của mình đây hết. Xin chào và hẹn lại các bạn.